Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quay ngang một trang bất kỳ ở trong Word. Như các bạn thấy trên màn hình, tôi có một cái bản Word bao gồm cả quay dọc và định dạng sẽ quay ngang, nhưng mà hiện tại đang quay dọc cả, tất cả đều đang quay dọc. Mẫu biểu này thì quay ngang, nhưng bây giờ quay dọc hết. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái trang 1 và trang 2 còn có những cái còn dính vào nhau. Đầu tiên chúng ta phải tách riêng cái trang 1 và trang 2 ra. Tôi sẽ đặt con trỏ vào ở vị trí cuối cùng của trang 1, chọn Insert và Page Break. Như vậy là tôi đã tách được trang 1 và trang 2 ra với nhau. Trang 1 chúng ta là để dọc rồi, chúng ta không cần phải làm gì nữa. Trang 2, trang 3 cần phải quay sang ngang để nó mới vừa với khổ giấy. Đấy, trang 4 này A4 để dọc. Thì cách thứ nhất để quay ngang trang 2 và trang 3, thì ta sẽ đặt con trỏ vào vị trí đầu trang hoặc là vị trí cuối cùng của trang 1. Đấy, tôi đặt vị trí đầu của trang 2. Chúng ta sẽ chọn sang tab layout các bạn nhé. Trong layout thì chúng ta sẽ chọn vào page setup ở đây. Trong page setup ở orientation, chúng ta chọn vào landscape. Apply to đây. Các bạn sẽ chọn là Zip Forward. Ok. Thì như vậy có nghĩa là từ trang 2 cho đến hết tài liệu chúng ta sẽ chuyển hết sang ở vị trí nằm ngang. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần là trang 2 và trang 3 nằm ngang. Đấy, cho nên tiếp theo tôi sẽ đặt vị trí ở con trỏ trang thứ 4. Lại quay vào page setup. Chúng ta lại chọn lại là trang thẳng đứng. Và tôi chọn Zip on Forward. Tức là tất cả các cái trang từ trang 4 trở về sau sẽ là dọc. Đấy, như vậy là trang 2, trang 3 chúng ta nằm ngang và nằm ngang. Còn trang các trang còn sau sẽ dọc đứng trở lại. Thì đối với trang này, trang 6, chúng ta cũng có thể làm tương tự như thế. Còn nếu chúng ta không muốn làm như thế hoặc quá nhiều trang chúng ta phải chọn như thế, thì chúng ta có thể là bôi đen hoàn toàn cái trang này. Cách khác, đây tôi bôi đen. Đúng không? Tôi bôi đen trang 6. Tôi lại vào page setup ở đây. Orientation vẫn là landscape. Đương nhiên ở đây các bạn lưu ý là select text các bạn nhé. Đấy, tôi chọn OK. OK. Đấy, như các bạn thấy. Đấy. Trang 6 đã chuyển sang ngang. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách nữa để chúng ta có thể quay ngang một trang bất kỳ. Đó là chúng ta tách hẳn cái trang này ra một section riêng. Như chúng ta nhảy được vào đây, chúng ta thấy ở đây là section 3 đúng không các bạn? Đấy. Ở đây trên này là section 2, vì lúc này chúng ta quay thì nó sẽ chuyển sang section 2 đây. Đấy. Bây giờ đây section 3, tôi sẽ tách cái section này ra. Chúng ta vào tab layout, chọn break đây. Đấy, ấn vào break thì chúng ta sẽ ấn vào continue. Thế bây giờ ta nhảy đục vào
ở phần header and footer ở phần trên này các bạn nhé. Đấy, chúng ta đã thấy tách hẳn đây ra section 4 rồi. Đấy. Như vậy đối với section này, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái section này riêng ra. Kể cả cái bảng sau này tôi cũng tách hẳn ra luôn một cái section khác. Để làm sao để cái trang trang 6 này là một cái section riêng. Tôi lại vào layout break continue. Đấy, như vậy là cái trang cuối cùng, trang 7 là section 5. Thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái section 4 của chúng ta trên này. Đấy, bây giờ tôi sẽ đặt con trỏ vào đúng cái trang này. Tôi lại vào layout, chọn page setup. Các bạn thấy đây chọn là quay ngang nhé. Và chọn zip section. Đấy, tức là cái section hiện tại của chúng ta. Ok. Đấy, như vậy là nó không ảnh hưởng đến cái section 5 đúng không các bạn? Đấy, section 4 đây. Section 5 đây, vẫn A4 bình thường, A4 trang đứng. Đấy, chỉ có nó là thay đổi cái section 4 thôi. À, kính chào các bạn, như vậy là việc quay ngang một trang ở trong Word, bất kỳ ở trong Word không khó. Nhưng có thể chúng ta không thường xuyên làm, dẫn đến quên hoặc không nhớ. Thì việc quay ngang một trang có mấy cách như vậy. Một là chúng ta vào page setup, vào layout, vào page setup. Ở đây có mấy cái tùy chọn, một là zip on forward là các trang trở về sau. Thứ hai là zip section là của cái section riêng biệt. Biệt cái thứ ba nữa là chúng ta có thể bôi đen. Đấy. Vào page setup và ở đây chọn là select text để quay ngang đúng như cái mình đã chọn. Xin được trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.